Sài Gòn đất chật người đông, Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều. Nhưng mà tôi nói thiệt, Lý Thông khúc nào thì Lý Thông, chứ cái khúc này làm ơn đừng có Lý Thông dùm cho tôi. Nó kỳ cục lắm, nó mất dần nhân tính luôn á mọi người. Giống như hồi trưa nay á, là Su có đi mua áo phao để mà Su gửi ra Bắc á, thì mới đầu á là ghé hỏi thì nó báo là 90 ngàn một áo. Xong cái mình mới nói là chờ mình chút đi, để mình đi ăn trưa, xong rồi để mình gọi cho cái chỗ mà người ta gom đồ cứu trợ á, là bây giờ là mình có thể gửi được bao nhiêu ngàn cái, xong rồi mình sẽ quay lại. Thì nhưng mà bây giờ là ở chỗ chị là có đủ không? Cái nó kêu trời ơi nhiều lắm ơi em ơi, bao la em ơi, tại vì trong Sài Gòn mình có đời nào mà ai mà đi mua áo phao đâu. Đó, bao la bát ngát má. Xong cái mình đi ăn trưa đúng nửa tiếng và mình kết được cái con số xong. Mình quay lại. Cái gì vậy nè? Em ơi hết hàng rồi. Bây giờ nếu như mà em muốn lấy á thì chị sẽ gom cái bên kho của người ta á, nhưng mà bây giờ là giá kho nó bị lên rồi, là 120 một áo. Coi được không? Coi chịu nổi không? Không hiểu luôn á. Không hiểu. Mới nửa tiếng trước kêu còn bao la bát ngát 90 thôi. Giờ 120, chơi ngang đời ngang xương vậy. Không hiểu là ráng kiếm mà từng chục bạc ở trong từng cái áo phao để làm gì, trong khi ở ngoài kia người ta đang rất 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 cần má. Sao cái mình cũng bị bối rối luôn, mình cũng bị bối rối ngang luôn á. Thí dụ như mà mình mua số lượng ít á thì cái con số đó mình cũng chấp nhận, nhưng mà cái này số lượng nhiều á mà tự nhiên nó lên một lần cái lên 30-40 ngàn vậy đó, mình chịu không có được, mình tức lắm. Nhưng mà bây giờ mình có đứng á mình nói với người ta thì cũng như không à. Xong cái Su mới nói thôi vậy thôi, để đi vòng vòng kiếm chỗ khác. Xong cái đi qua chỗ khác á còn có 85 ngàn, chỗ người ta có 85 ngàn đó. Làm vậy mà làm được. Xong cái lên mạng còn gặp thêm mấy má lợi dụng những cái phút giây này nè để câu like, không biết để làm gì. Làm vậy có cảm thấy bị hổ thẹn không, có cảm thấy là bị áy náy lương tâm không? Chứ tôi không làm vậy được đâu nha. Gửi 5 sỉ báo 500 củ, gửi 500k báo 500 củ. Trời đất ơi, không hiểu nổi. Xong cuối cùng Mặt Trận Tổ Quốc đợt này chơi lớn quá. Sao kê mấy má lòi chanh. Thấy có nhiều bạn á vô bay á comment là gửi cho Mặt Trận vậy á, rồi không biết có tới tay người dân không. Không má, biết sao không, mấy má ở kẻ giữa ăn hết rồi, chưa tới tay của Mặt Trận Tổ Quốc nữa, lấy gì mà tới tay người dân. Trời ơi, giống như có nhiều đoàn thể á, là mọi người gom vô là 15-20 triệu gì đó, gửi cái nó bấm nó gửi còn có 15-20 ngàn à. Trời ơi, ác nhân ác đạn không trời, không hiểu luôn á. Mấy cái đứa mà lợi dụng cái cơ hội này nè, biết làm gì không? Mình cũng chuẩn bị ra nè, bây giờ là mình sẽ gom này gom kia, gom cả tiền cả đồ ăn cái gì nó cũng gom hết trơn á. Xong cuối cùng là nó trốn đi đâu luôn, chứ nó đâu có đi ra ngoài đâu, nó đi xuống dưới luôn á, nó đi xuống dưới chắc tầng 18 luôn đó. Trời ơi, giống như bạn Su gửi á, bạn Su gửi bánh mà ép khô á, nó ngồi nó ép từng bịch vậy đó mọi người, kỳ công lắm nha. Ngồi ép lương khô rồi nước rồi này kia, cái gì gọi là gì, hút khí chân không á, từng bịch kỳ công dễ sợ luôn. Xong cái cũng gửi cho cái hội đó đó. Xong cuối cùng á, tới ngày tới giờ cái hỏi hoài luôn, hỏi ủa có ra được tới ngoài chưa, có này có nọ chưa, có gì chụp hình cho em coi này kia. Xong tới giờ không trả lời, không trả lời đã cái lóc luôn. Ủa là sao, lại giờ sao, lại giờ gom lại của người ta xong về mở tạp hóa bán hay gì trời, sao kỳ vậy. Trời ơi, cái lương tâm của mình không làm vậy được luôn á nha. Mấy cái ngày này á Su rất là hạn chế lên mạng, tại vì lên á thấy mấy cái clip mấy người mà bị ở ngoài kia á, mình chịu không nổi, cái lòng của mình nó quặn lên luôn á mọi người, và mình cảm thấy là mình bất tài vô dụng dễ sợ luôn á. Tại vì những cái gì á mà mình đã đóng góp á nó nhỏ xíu à, nó không bằng gì hết trơn á. Mà thấy mà người ta quyên góp mà chục tỷ, trăm tỷ, rồi mấy tỷ, rồi 500-700 triệu, rồi sùm á. Mình thấy sao mà mình vô dụng, mà mình bất tài dễ sợ luôn. Mình chỉ giúp được á hả, cái con số mà nói chung là nó cũng không có nhỏ, nhưng mà mình vẫn không có thỏa được cái lòng của mình á. Gặp mà cái nư như Su là phải là chục tỷ, trăm tỷ rồi đó, nó mới đã, giúp một lần vậy nó mới đã. Mà mấy đứa này nở lòng nào mà đi làm như vậy. Xong rồi cũng gom cả tiền mặt của người ta cũng trốn mất tiêu luôn. Không hiểu, không hiểu được. Xong còn xuất hiện thêm gì nữa, cái trường hợp mà nó đi kiếm mấy cái vùng mà cũng vùng núi, nhưng mà không phải là những cái vùng mà bị ảnh hưởng á mọi người. Cái nó vàng, nó gì, nó vàng cảnh. Nó
dựng nó kiểu như là nó quay clip nó đăng giống như là gia đình của nó là đang bị á, xong rồi đang di cư rồi đang thế này thế nọ, khóc lóc rồi mất lạc con kiếm tùm lum tà la, nhưng mà cuối cùng nó là diễn để câu view. Không hiểu luôn, không hiểu tại sao có thể làm được những cái việc đó ở ngay tại cái thời điểm đang rất là nóng giống như vậy. Rồi chưa còn nữa, trời, tôi nói không lên mạng thì thôi mà lên một cái là tùm lum tà la chuyện hết trơn á. Thêm nữa mấy má mà chuyên gia chỗ mà mấy cái người nghệ sĩ á, cái người ta đăng là người ta có quyên góp nhiêu đây người ta chụp ta đăng vậy đó, xong cái vô gì chứ thóc biết nhiêu năm rồi thì giờ hả ỏi ra nhiêu đây cũng đâu có lãng nhiêu. Không có nhiêu vậy chứ mình có nhiêu chưa? Người ta không có nhiêu vậy chứ bản thân mình đã bỏ nhiêu chưa? Ngộ quá à. Bây giờ không làm thì vô kháy, cũng vô kháy người ta, mà người ta làm cũng vô kháy người ta. Rồi á, người ta gửi cho người đại diện cũng chữ luôn cái người đại diện nhận. Còn bây giờ người ta gửi cho tới Mặt trận Tổ quốc cũng chữ luôn, kiểu không tin tưởng. Rồi bây giờ làm sao? Bây giờ muốn làm sao? Cái gì cũng không có giữa lòng mình hết trơn á, mà trong khi bản thân mình chưa làm bất cứ một cái gì ngoài cái việc là đi hô hào, đi hả xỉa sói, đi kháy khịa người ta, gì kỳ vậy. Nhưng mà những cái người đó thì Xu mới lên án nha. Còn những cái bạn nào á mà nằm ở trong cái group hội những người gì, hội những người cái gì tám, hội những người chát va sao kê, thì những bạn đó Xu vỗ tay. thật sự luôn. Không lẽ giờ phát cho mỗi người bánh mì ăn chứ. Trời ơi, cũng nhờ có mấy cái đó mà mấy cái con sờ lờ á, nó mới từ bỏ cái chuyện mà sờ lờ của nó. Má ơi, nào là đi photoshop hình nè, chuyển khoản nè, rồi nào là đăng mấy cái status dài, xong cuối status cái bản thân mình á cũng đã quyên góp và ủng hộ 300-500 tỷ rồi đó. Trời ơi, giàu có quá. Xong sao tới giờ sao lôi chanh. Mấy cái con phong bạc, ta nói dạo này mấy con phong bạc á hả bị lên án dữ lắm, tàu khoái nè, cái chị băng giá là một rồi nha. Rồi còn rất nhiều nữa, còn mấy nhỏ khác nữa. Tôi cũng muốn lên, tôi khui lắm, tôi giặt cái bạc của nó lên lắm mọi người. Mấy cái phong bạc bay phấp pha phấp phới tôi muốn giặt lên lắm, nhưng mà tôi chưa có rảnh thiệt sự. Chứ bây giờ tôi mà rảnh, tôi mà giặt một cái nha, tôi nói Xu nói thiệt với mọi người, 80% người giàu online là mẹ nó hết chứ tôi nha. Phong bạc không à má, trời ơi. Bởi vậy tôi nói cái hội mà chát va cái gì đó sao kìa, trời ơi mơ điểm. À nhưng mà phải cái hội đó là của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm không vậy? Trời chứ mẹ, 33.000 người tham gia rồi đó nha, chứ không phải giỡn đâu nha. Chuẩn bị tới tôi là 33.001 người trong nhà má. Bởi vậy tôi nói mấy má, sống là tích đức tích phúc là ở cái khúc này nè. Ở cái khúc này nè, giống như có nhiều bé nhỏ nó đi học nó đâu có tiền đâu, nó chuyển 10.000 thì nó ghi 10.000, nó chuyển 30 thì nó ghi 30, thì mắc cái mớ gì mình có 500 mà mình nổ 500 mà 500 củ. Trời ơi, bỏ nghe, tao nói bỏ nha. Thời buổi bây giờ nó tân tiến dữ lắm rồi, không phải muốn màu là màu, không phải muốn phong bạc là phong bạc đó nha. Còn mấy cái đứa mà lợi dụng cái thời cơ này nè để làm những cái chuyện khác á, thì tao nói là coi chừng đó nha. Bây giờ nha, quả táo nhãn lòng nó rớt vô đầu là nay mai một phút mốt, chứ không có chờ đâu, tới cái mà kiếp sau kiếp nọ rồi mày, vậy chưa?